Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11. Không đợi nhắc, Hà chạy đi để một lát sau mang về thêm 2 tàu lá chuối và cẩn thận phủ lên người ông Năm. Xong, cả 3 chị em đều ngồi bệt xuống đất. Có tiếng xe chạy ầm ầm trên đường. Thằng Tâm giục đứng lên, ngóng nhìn về phía ấy và la lên: "Xe tới nhiều lắm, xe của quân đội, xe tăng đi trước mấy chị ơi." Nguyệt và Hà cũng nôn nã đứng lên. Thằng Tâm nhanh nhẩu nói: "Để em chạy ra đường đón họ lại." Hà vội níu em lại: "Rủi mày ló ra họ bắn làm mày thì sao?" Thằng Tâm làm mặt xanh: "Em la lên trước chứ chị, chứ để họ chạy tới chỗ chôn mình thì còn nguy cho mình nữa. Tới chừng đó họ tưởng bị phục kích, họ bắn tưới ra đây." "Ừ, mày đi." Hà nhớ còn có Nguyệt nên dai qua hỏi chị: "Để nó đi ngang chị." Nguyệt khẽ gật đầu, là thằng Tâm giọt chạy ra liền. Nó vừa chạy vừa quơ tay la lớn: "Mấy ông dừng lại, có mìn." Chiếc xe tăng đi đầu ngừng lại. Một sĩ quan ló đầu lên trên nắp xe cùng với khẩu súng lục trên tay. Thằng Tâm hơi khựng lại để nhóm ý người sĩ quan trên xe. Thấy ông này dùng mũi súng lục ngoắt, thằng Tâm cẩn thận chạy men theo ven rừng để tiến lại gần. Đến nơi, nó cho viên sĩ quan biết sơ qua tình hình cùng giải bày về hoàn cảnh của chị em nó. Viên sĩ quan bảo nó kiếm chỗ núp cho xa và ông sẽ gọi tớp xe chở quân đội theo sau coi có thể giúp đỡ gì nó được không, vì đoàn xe này có nhiệm vụ tiến gấp lên Đồng Xoài. Thằng Tâm đành chạy rụt trở về để báo cho hai chị kiếm chỗ ẩn trốn. Một lát sau, từng loạt súng lớn nổ vang trên đường, rồi đoàn chiến xa xông tới. Mấy tiếng nổ rung rinh mặt đất. Đoàn chiến xa hung hăng chạy tới và độ mấy phút sau, có tiếng xe hơi vọng lại. 3 chị em lớp ngớp bò lên miệng hố để ngóng ra đường. Một đoàn xe 10 bánh nối nhau vượt qua. Thằng Tâm bảo hai chị cùng với mình tiến ra lộ để cố chặn một chiếc xe ở phía sau, nhưng đoàn xe như kéo dài bất tận. Có lẽ những binh sĩ trên xe đã quen mặt với tớp người đi lánh nạn rải rác dọc theo đường, nên không ai mấy để ý đến 3 chị em Tâm. Với lại chắc chắn là họ đang bận tâm về chiến cuộc sắp khai diễn ở nơi họ đang đi gần đến. Cuối cùng, một chiếc xe jeep có chở mấy sĩ quan ngừng lại khi thấy Tâm chồm ra để vẫy gọi. Một sĩ quan trẻ trên xe nghiêng người ra, ái ngại nhìn 3 chị em Tâm, rồi nói ngay như dư biết hoàn cảnh của những người ở dưới đường: "Tụi tôi phải đi gấp. Mấy cô chịu khó đi tới nữa đi, gặp nhóm đồng bào tán cư, ở đó có người ta lo." Hà vội hỏi: "Rồi chừng nào mới trở về Đồng Xoài được?" Người sĩ quan nhún vai: "Tụi tôi đang tiến về đó đây. Tôi có người chết, 2 người lận, 3 má của chị em tôi." Người sĩ quan nhăn mặt ngó quanh: "Ở đâu hả?" Nguyệt đỡ lời em: "Dạ, một ở Đồng Xoài, một ở đây." Người sĩ quan đưa mắt nhìn lại bạn đồng đội mình trên xe, đoạn ấp úng đáp: "Tụi tôi còn đang phải lên Đồng Xoài đây và chưa biết trển ra sao. Còn người chết ở đây, mấy cô liệu chôn cất tại chỗ nếu không thể đem đi được." Mấy chiếc xe ở đoạn hậu chờ tới khiến người tài xế của xe jeep bắt buộc phải gài số cho xe của mình chạy đi. Người sĩ quan nhăn mặt ngồi ngay lại, chiếc xe jeep lại lao đi. Bụi đường tung bay mù mịt. 3 chị em lại lủi thủi đi trở vào gian rừng. Cả 3 đều cùng mệt lả và chỉ muốn nằm gục xuống đấy để khỏi phải nhìn thấy gì nữa. Nhưng mấy tàu lá chuối xanh tươi vẫn còn ở đó. Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu gay gắt. Và tuy không nói ra, cả 3 chị em đều bắt đầu ngửi thấy mùi tanh phảng phất trong không khí oi nồng. Đàn kiến đen đã bắt đầu chạy lăng xăng trên mấy tàu lá chuối để nối tiếp nhau biến mất ở phía dưới. Thằng Tâm nuốt nước miếng một cách khó khăn và kêu khô cổ. Nguyệt và Hà cũng cảm thấy khát nước ghê gớm. Cả 3 chị em đờ đẫn đưa mắt nhìn quanh và dư biết rằng trong vùng đất sỏi khô cằn này thật khó mà tìm cho ra được một ngụm nước. Tiếng ve kêu ra rã trong rừng càng làm cho mấy chị em Nguyệt thêm nhức óc. Nguyệt ngó chừng bóng nắng ngoài ven lộ, lo lắng bảo hai em:
Bây giờ mình phải ráng đi tới theo lời mấy ông hồi nãy, chứ ở đây để đợi cái gì nữa bây giờ? Hà ngóng về phía đồng xoài rồi dai qua hỏi chị. Rồi còn má nữa chi chị? Nguyệt cúi mặt như xấu hổ vì mình quá bất lực trong hoàn cảnh này. Má thì để má nằm ở đó chứ biết làm sao bây giờ. Mình có trở về đồng xoài thì cũng chẳng được, họ đánh lung tung ở đó. Chắc cũng còn nhiều người như má bị kẹt lại ở đó. Thằng Tâm thất thà hỏi. Rủi mình không về đó được sớm, rủi mình bị kẹt đôi ba ngày nữa thì sao hả chị? Nguyệt vốn khổ tâm rất nhiều về vấn đề ấy, nhưng cũng ráng tìm cách nói xuôi. Chắc quân đội lên đó, sau khi xong xuôi họ cũng lo chôn cất mấy người chết. Rồi họ chôn lộn xộn thì nữa, mình làm sao biết mã của má ở đâu hả chị? Hà cũng nhìn lại Nguyệt để chờ câu trả lời mà mình đang thắc mắc rất nhiều. Nguyệt chưa biết phải mở miệng ra sao thì thằng Tâm lại hỏi thêm một câu càng dễ ngán hơn nữa. Ý trời nguy quá chị, trước khi ra đi mình để má nằm khuất trong hầm thì làm sao mà họ ngó thấy được mà đem chôn giùm mình? Hà biết rằng chị mình không làm sao mà giải đáp cho thỏa đáng được, nên vội nói sọt ngang một cách vụng về. Mày sao hỏi tới hoài hà? Chắc họ thấy có hầm thì phải ngó qua coi có cái gì trống không, rủi tụi địch nó núp ở trong thì sao mày? Thằng Tâm ừ há, nhưng có vẻ không mấy tin tưởng. Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn xuống mấy tàu lá, than thở lảng ra luôn. Tội nghiệp cho ba, khi ra đi ba sợ má ở lại, rủi lại bị lạc bơm đạn một lần nữa thì không toàn thay. Có về đâu khi ba lại như vậy? Hà sụp sịch nói vô. Dẫu sao ba ở đây cũng còn có ba chị em mình. Thằng Tâm có vẻ thực tế hơn hai chị. Bây giờ mình tính sao cho ba? Hồi nãy ông sĩ quan ông nói là nếu mình đem đi không được. Hà quắc mắt. Mày tính bỏ ba ở lại đây sao? Thằng Tâm rướng giọng lên. Chị nói bậy không? Ông sĩ quan ông rành hơn mình mà. Ông nói nếu mình liệu đem ba đi không được thì nên lo chôn ở đây. Hà lấm lét nhìn xuống mấy tàu lá, nhăn nhó nói. Bố mày nói chôn ba dễ lắm sao? Mày chưa coi đám ma hạ quyệt lần nào nên mày tưởng đâu dễ lắm chắc. Chị em mình chỉ có tay trơn đều yếu xỉu hết á, thì với cái đất cát này mình làm sao? Thằng Tâm giận lại Hà. Vậy chị tính đem ba đi hen? Trời ơi, chị nhắc hít như thỏ đế à. Từ nãy giờ chị có dám rớ vô cái gì đâu mà chị chê bai người ta. Nguyệt chắc lưỡi rầy nước đôi. Thôi mà, rối ruột đây mà tụi bay còn ở đó cãi lẫy. Thằng Tâm vẫn còn ấm ức. Thì tại chị không biết gì hết trơn. Ba bị lung tung manh mún như vậy, dẫu mình có sức đem đi thì với mấy tàu lá chuối kia rủi rớt lợt đợt cái dọc đường. Tuy thằng Tâm cố ý nói một cách né tránh và dùng những câu mập mờ, nhưng cũng đủ làm cho Nguyệt và Hà rùng mình. Hà phải nạt ngang. Thằng này ăn nói hay không? Nguyệt lại phải giảng hòa hai em với ý định gỡ rối êm cho tình thế. Ba má đã gặp nạn trong hoàn cảnh bất thường này thì mình phải ráng tính được chút nào hay chút nấy. Ngay đến tụi mình đây cũng chưa biết sẽ ra sao đây nữa. Thôi, chị em mình đi tìm coi có chỗ nào có thể chôn đỡ ba được. Hà nhíu mày. Chôn đỡ? Nguyệt nhăn mặt. Thì để sau này mình yên rồi sẽ lo. Mày không thấy người ta lấy cốt đó sao? Hà nhìn quanh rên rỉ. Nhưng chôn ở đâu được bây giờ? Nguyệt ngó lên rừng. Trên đó chắc có thiếu gì lỗ bơm lỗ đạn. Mày không thấy chỗ mình núp hồi tối cũng sâu quắm đó sao? Rồi mình kiếm cây có gì đó đùa đất xuống. Giặt giả như vậy thì biết làm sao bây giờ? Hồi má chết ba cũng cứ nói là nếu má linh thiêng má sẽ hiểu. Bây giờ mình gặp hoàn cảnh này thì cũng vậy. Bề nào mình cũng phải chôn cất cho ba trước sau gì cũng thế. Thôi, mình ráng lo vụ này cho xong để còn đi tới nữa. Kẻo lẫn quẩn ở đây kẹt luôn thì khốn. Hai bên họ còn đang găng. Dẫu sao Hà và Tâm cũng phải lo ngại trước viễn cảnh bị kẹt ở lại giữa chỗ không người này. Nguyệt lững thững bước đi trước. Hà chợt để ý đến vết phỏng sau lưng chị. Cô không do dự nữa và lật đật níu tay Tâm lôi đi. Tâm cũng thấy vết thương ấy và cũng đồng một ý nghĩ với Hà là nếu Nguyệt gặp một sự rủi ro nặng hơn nữa thì chẳng biết giờ phút này hai đứa sẽ còn tuyệt vọng đến đâu. Vừa đi Hà vừa e ngại ngó chừng chị và săn sóc hỏi. Chị liệu vết thương sau lưng có sao không chị? Nguyệt cượng cười. Phỏng chút đỉnh thì có sao, còn sống và còn cửa quậy nổi là được. Tâm cũng hỏi chen vô. Chị không sợ nó làm độc hay sao? Nguyệt nhún vai. Có làm độc thì cũng phải đôi ba ngày nữa, tới chừng đó thì ăn thua gì nữa. Câu nói ấy càng làm cho Hà thương xót chị hơn và lo xa cho chị hơn.
Nhưng đến nơi nào yên yên chị cũng phải lo kiếm thuốc để băng bó. Dầu vết thương đó không làm độc đi nữa, nhưng để nó lỡ thì nguy lắm. Thế nào cũng có thẹo lớn lắm đó chị. Nguyệt nhíu mày. Thẹo lớn? Hà gật đầu sốt sắng giải thích thêm. Có thẹo nguy lắm chị, ít nào nó cũng bằng bàn tay. Cô ngoẻo đầu ngấm nghía vết cháy nám trên lưng áo Nguyệt, gật gù tiếp lời. Còn đỡ là nó ở phía sau lưng, nghĩa là nửa nó sẽ khuất trong áo. Nhưng nếu sau này chỉ có đi tắm biển thì cũng hơi kẹt. Kiểu áo tắm bây giờ hở lưng hết trơn. Nguyệt càng nhíu mày thêm cười khẩy. Bộ hết lúc để mày bàn mấy chuyện đó rồi sao? Dầu cho có 10 cái thẹo như vậy, và dầu cho nó ăn lan lên tới mặt tao cũng chẳng cần. Hà nhăn nhó kêu lên. Ý trời, nếu vậy thì nguy ra chị. Bề gì chị cũng cần coi cho được. Chị cần có chồng nữa chứ. Bây giờ không còn ba má gì hết, nên nếu chị mà có thẹo hay bị tàn tật gì nữa thì chết tụi em. Thằng Tâm cũng hùa theo Hà, theo cách nói riêng của nó. Phải đó chị hai à, tụi em dầu sao cũng không lớn bằng chị. Nguyệt thông cảm nỗi lo lắng của hai em mình, nên thở dài, dịu giọng lại để trách nhẹ hai em. Tụi bay cứ lo bá dơ hoài à, ráng lo xong cho ba trước giùm tao thì hơn. Hà và Tâm hăng hái bước sấn tới như chợt tìm lại được sự tin tưởng ở nơi người chị đầu đàn ấy. Mấy chị em phải mất một ít thời giờ nữa, trong khi lựa chọn các hố bơm rải rác khá nhiều trong rừng. Có nhiều lỗ bơm sâu đến 6-7 thước mà cả ba đều ưng ý, nhưng lại e ngại ở điểm nó quá sâu. Cuối cùng ba chị em tìm ra được một cái hố sâu lối 4 thước và đồng ý dùng hố ấy để làm quyệt an táng ông Năm. Cả ba chị em lại hì hục khiêng xác ông Năm từ bìa rừng vô đến hố ấy. Ba đứa đầu mướt mồ hôi vì phải khom lưng bước tới từng bước nhỏ. Tuy rất mực cẩn thận như vậy, mấy bận ba chị em phải bị xanh mặt và lụp chụp bợ kỹ thêm mấy tàu lá chuối gói xác ông Năm. Mấy lúc đó cả ba chị em đều có cảm tưởng như một phần thi thể nào đó trong lá chuối chực muốn tuột rơi xuống. Tuy ráng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong những lần đó, Nguyệt cũng phải lẩm nhẩm giái thầm sự linh thiêng của ba mình phù trợ cho việc tống táng này được chóng hoàn tất. Đặt yên xác ông Năm dưới đáy hố, ba chị em phải ngồi bệt gần đấy để thở. Và cả ba chị em không khỏi tủi cực khi nhìn xuống mấy tàu lá chuối xanh mướt nằm trơ vơ giữa vùng đất nâu đỏ. Trong đời mình, Nguyệt đã từng thấy xót xa khi gặp một đám ma nghèo nàn, nhưng cô không làm sao tưởng tượng được có ngày mình phải chôn cất ba mình trong một tình trạng quá tệ như vậy, lại còn xác của mẹ mình bỏ lại ở đồng xoài nữa. Nguyệt tránh nhìn sang hai em và chỉ nói trống không. Đứa nào đi kiếm mấy cành cây cho lớn hơn một chút, để rồi mình đùa đất, trễ quá rồi. Thằng Tâm lại đứng lên, Hà vội hỏi em. Rồi mày lấy dao búa đâu chặt? Bộ dễ như đi ngắt mấy tàu lá chuối sao? Thằng Tâm quơ tay chỉ một vòng. Lo gì, cây cối ngã gãy thiếu gì đó. Và nó hầm hở bước đi như để chứng tỏ cho hai chị thấy thêm rằng có nó theo cũng không phải là vô ích. Với mấy khúc cày, ba chị em lại bắt đầu hì hục đùa đẩy đất từ miệng hố. Đợt đất đầu tiên rớt lợp đợp xuống mấy tàu lá làm cho ba chị em phải ngừng tay ngay. Ba chị em đứng thẳng người lên, nhìn sững xuống đáy hố. Lớp đất đầu tiên chặn trên mấy tàu lá chuối khiến cho nó cong lồi lên từng chỗ. Thằng Tâm liếc chừng hai chị méo máu nhất chừng. Rồi mình cũng không cúng vái gì hết sao? Nguyệt khẽ gật đầu. Có chứ, thì cũng xá và nói như hồi mình để má ở lại đồng xoài. Dứt lời, Nguyệt chắp hai bàn tay lên ngang trán và lầm thầm khấn vái. Hà và Tâm nước mắt chảy ròng ròng, vội bắt chước theo chị. Và dầu không ai bảo ai, cả ba chị em đều khấn ba mình có linh thiêng xin ráng phù hộ cho ba chị em được tai qua nạn khỏi. Nghi lễ quá đơn giản ấy hoàn tất, Hà nhìn lại ba chị em đứng trơ vơ trên miệng hố bơm giữa rừng vắng, với quần áo sọc sệt, dáng bệ rạc, mũi lòng hòa lên khóc. Thằng Tâm méo máu cự nừ chị. Trời ơi, còn ở đó khóc rống nữa, lo cào đất cho xong, không thôi chiều tối đến nơi kia kìa. Nguyệt cố nuốt sự nghẹn ngào để làm tỉnh bảo hai em. Thôi, mình lo việc đó đi. Và cô vội cúi xuống để cầm lấy khúc cây tiếp tục đùa mạnh đất xuống đáy hố. Hà và Tâm cũng phải bắt chước làm theo. Nửa tiếng đồng hồ sau, mấy tàu lá chuối đã khuất sâu dưới lớp đất mới. Nguyệt ngừng tay loạn choạng đứng lên, vừa quẹt mồ hôi trán vừa dán mớ tóc lòa xòa, rồi ngắm nhìn nơi yên nghỉ khá kỳ quặc của ông Năm. Đó chỉ là một vùng đất lớp xốp phủ lấp bằng một phần đáy hố. Nguyệt có vẻ đau xót trước cảnh tượng ấy và quay qua hỏi hai em. Làm sao mình nện đất cho vẽ lại một chút, chứ để vậy sao được?
Hà nghĩ đến mấy tàu lá chuối mỏng manh phủ trên xác cha và nhăn mặt. Nhưng không có hòm gì hết, mình nện đất thì sao? Nguyệt mím môi, đoạn nói nhanh. Nếu có hòm mà người ta liệm thì cũng phải chèn ép cái xác cho chặt. Mình gặp hoàn cảnh này thì ráng kỹ được thêm chút nào hay chút nấy. Ở đây nhằm giữa rừng, rủi có con gì ra bươi móc thì sao? Và mình cũng phải đắp lên một nắm mồ coi cho được, chứ chôn dập chôn vùi như vậy thì cũng tội quá. Mỗi đứa ra một chút đi. Hà nhìn sững xuống đáy hố thắc mắc. Rồi chẳng lẽ mình nhảy xuống đi dặm đất hay sao? Mấy cái lá chuối ộp ẹp quá mà. Nguyệt chắc lưỡi. Lấy mấy khúc cây nện đỡ chứ, tao có biểu mày giải dặm như dặm cù đâu. Thằng Tâm tán thành ý kiến đó liền, và cả ba chị em lại bò xuống phía dưới hố. Dầu sao thì lúc ban đầu tay của ba chị em cũng không khỏi bỡ ngỡ khi phải đập nện khúc cây lên mặt đất lớp xốp đó. Rồi một nắm mộ thấp được đắp lên. Ba chị em cố hết sức để làm cho thật kỹ và thật mau công việc này. Cuối cùng ba chị em đồng ý đóng một khúc cây khác thẳng xuống phía trước đầu mộ để đánh dấu. Ban đầu thằng Tâm vốn bị ảnh hưởng của loại sách tranh ảnh phỏng theo các thứ chuyện bắn súng, cưỡi ngựa, nên đề nghị buộc hai nhánh cây thành hình thập tự để đánh dấu trước mộ, nhưng liền bị Hà bác đi với lý do rằng nhà mình đâu có đạo. Sau đó ba chị em còn cẩn thận kéo xuống hố một số nhánh cây gãy để rào phủ lên mộ. Ba chị em uể oải leo lên miệng hố nhìn lại công trình của mình. Cả ba đều rơm rớm nước mắt khi sắp bỏ lại giữa rừng người cha thân yêu dưới nắm đất đơn sơ ấy. Nhưng cũng được an ủi khá nhiều, đã lo xong được phần nào nơi an nghỉ cho cha. Mặt trời bắt đầu khuất sau chót dãy cây xa. Nguyệt nói khẽ. Thôi mình đi. Hà và Tâm lật đật bước theo chị. Ba chị em thất thiểu men theo con lộ để đi tới, vừa rầu rĩ vừa âu lo mà cũng vừa mệt mỏi ghê gớm. Hà và Tâm cũng hết dám lên tiếng hỏi chị về những dự định sắp tới, vì sợ nghe thêm những lời tuyệt vọng. Giờ đây cả ba chỉ còn một tâm trạng, đến đâu hay đến đó. Đến xế chiều, ba chị em không khỏi mừng rỡ khi thấy lại bóng người. Đó là một nhóm khá đông dân chạy nạn. Nguyệt tự nhủ nếu mình không gặp được nhóm người này thì có lẽ mình sẽ không sao lê xa ra được thêm nữa. Cô cũng như Hà và Tâm đều có cảm tưởng rõ rệt như là mình vừa ở từ một cõi chết nào ló ra được nơi đất sống. Thằng Tâm bương bả xông lên. Cả đám người ở đó đều quay lại để nhìn sững ba chị em, nhưng không hiểu tại sao tới giờ phút này còn có thể trốn ra đến đây được. Rồi mọi người bu lại vây quanh ba chị em Nguyệt để hỏi thăm lăng xăng về tình hình ở đồng xoài. Họ có vẻ thất vọng khi được biết mấy chị em Nguyệt bị kẹt lúc đâm qua trong khu rừng. Ai cũng đều cho rằng mấy chị em Nguyệt có phước lớn nên mới lọt ra tới đây được. Hà không khỏi bực mình nói toát ra. Chị em tôi mất mẹ đồng xoài và còn bỏ xác lại để rồi mất thêm cha dọc đường và phải chôn dù chôn dập. Vậy mà phước lớn cái khi khô gì nữa. Và bây giờ chị em tôi như vậy, không một quần áo dư, không một đồng xu dính túi. Nhóm người kia e dè nhìn lại ba chị em và nghĩ thầm rằng mình thiệt phước lớn. Rồi như có phần xấu hổ về sự may mắn hiếm có của mình, họ đua nhau tìm cách an ủi ba chị em Nguyệt và cho rằng một khi đi tới đây, dầu sao ba chị em cũng không còn phải lo cảnh vất vưởng dọc đường dọc xá. Nguyệt lên tiếng hỏi một người đàn ông đứng tuổi gần đấy. Rồi mình ở đây luôn sao? Bác kia nhún vai thở dài. Ở tạm vậy thôi, bây giờ cốt đi tránh cái chỗ có lửa đạn rồi sao sẽ tính. Nguyệt nhăn nhó. Rồi ăn ở làm sao đây? Bác kia hất hàm chỉ về phía mấy hàng cây. Mạnh ai nấy che vải che lều ở đỡ, còn ăn uống thì cũng nhờ chính quyền giúp vào. Nói nào ngay cũng không đến nỗi đói khát. Rồi chừng nào trở lại đồng xoài? Bác kia nhìn về cánh rừng xa, nơi còn vang rền tiếng súng và tiếng phi cơ, rầu rĩ đáp. Để nữa coi ra sao. Theo hồi tụi tôi đi thì nhà cửa ở đó cũng sập cháy tiêu tùng hết rồi. Bây giờ có trở lại đó sớm thì bất quá cũng như vậy thôi. Nghe mấy ông nói là nay mai chính phủ sẽ lo đem mình về Phước Long, rồi có máy bay chở thẳng xuống Sài Gòn. Nguyệt trợn mắt. Chở xuống dưới làm chi vậy? Bác kia cười héo hắt. Thì ở dưới người ta mới lo cho mình đầy đủ được, chứ ở trên này lung tung như vậy thì ai đâu rảnh rang. Nguyệt như muốn cự nữ. Tôi còn người mẹ, còn má tôi chết nằm lại đó. Cho con người lo mấy việc đó mà cô. Thôi cô ơi, bây giờ nghĩ cho kỹ lại, mình cũng chẳng còn gì nữa hết, thì họ đưa mình đi đâu cũng vậy thôi. Dưới Sài Gòn bề gì cũng yên hơn trên này đó cô. Bác gượng cười nhìn lại ba chị em, ân cần nói tiếp.
còn sống như vậy là quý. Bây giờ mấy cô mấy cậu nghỉ cho khỏe lại rồi ra suối tắm rửa, để tôi chạy kiếm cho mấy cô mấy cậu mấy bộ quần áo. Hồi nãy họ có phát cho một số bánh mì, mấy cô cậu ăn tạm vậy. Thằng Tâm vội nói cho em vô. Chị hai tôi còn bị thương nữa đó bác. Bác kia nhìn kỹ lại Nguyệt. Vậy hả? Đâu? Tôi không thấy. Nguyệt trả lời một cách gần như thản nhiên. Phóng chút đỉnh nó sau lưng. Bác kia nghiêng người để nhìn ra sau lưng Nguyệt rồi chép miệng. Kể ra cũng may đó cô, ở đây có nhiều người bị phỏng nặng như chuột lột và họ đem trực thăng lại chở tuốt xuống Sài Gòn rồi. Thằng Tâm ngó quanh ngó quẩn rồi vọt miệng hỏi. Bộ không ai chết hay sao bác? Bác kia mỉm cười độ lượng. Cũng có mấy gia đình ở đằng kia. Thằng Tâm tò mò hỏi thêm. Rồi bác biết họ chôn cất mấy người chết đó ra làm sao không? Bác kia cúi mặt. Thì phần lớn mấy người xấu số đó cũng bị kẹt lại Đồng Xoài như bà thân mấy cô cậu. Bác nói lảng ra. Ở đây cô bác bị thương chút đỉnh cũng khá bộn. Họ có cho một số băng bông gòn và thuốc lặt vặt. Để tôi chạy kiếm cho cô cái này. Vậy lấy quần áo ra cho mấy cô cậu tắm rửa thay đỡ. Dứt lời bác sốt sắng chạy đi. Đám người vây quanh ba chị em đứng sớ rớ ở đó một hồi cũng tản ra hết ngoài phía hàng cây. Họ có vẻ ngượng trước sự săn sóc của bác kia, nhưng dư biết rằng mình cũng không thể giúp ích gì cho ba chị em Nguyệt hơn thế được. Giờ đây Nguyệt mới có đủ thời giờ để nhìn kỹ một lượt nơi mình sẽ tạm trú đêm nay, và không chừng đến ngày mai, ngày mốt cũng nên. Nguyệt không khỏi xót xa và tủi cực khi nhận thấy có rất nhiều vải băng trắng trên đầu, trên ngực, trên tay chân của những người chạy giặt ấy, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một mảnh khăn tang. Mặc dầu đâu đó Nguyệt còn nghe rõ những tiếng khóc kể khàn hẳn giọng đi. Một vài đứa bé trần truồng lem luốc lẩm đẩm bước đi, hoặc bò nghịch trên bãi cỏ úa nắng chiều, như bất kể đến những biến chuyển ở bên ngoài. Có tí quạ kêu từng chập trên cây cao, và một bầy chim ríu rít gọi nhau bay vút ngang trời. Hà và Tâm cũng ngước mặt lên nhìn về phía cánh rừng xa ở hướng Đồng Xoài. Tâm nhớ trực đến gia đình của người cùng tán cư với mấy chị em mình, và sau đó nhóm này không chịu đi tới nữa liền khi có cuộc oanh tạc dữ dội. Nó quay lại hỏi hai chị để cho có chuyện nói. Còn ông cùng đi với mình với vợ con, không biết rồi ra làm sao hả mấy chị? Hà gắt lên. Thì tao cũng như chị hai, đều chạy tới hết thì biết họ ra làm sao mà mày hỏi. Thằng Tâm chép miệng. Chắc họ tiêu hết rồi. Sao mày biết? Thằng này nói chuyện ác không? Như tự hào về chỗ mình được may mắn hơn, thằng Tâm muốn cãi lại. Chị không nhớ là sau đó đủ thứ nó nổ lung tung ở phía sau lưng mình sao? Họ ở lại đó thì chịu đời gì thấu. Và cả vợ chồng con cái núp trốn theo kiểu chòm nhôm lại đó. Nếu nó rớt trúng một cái thì còn sót sao được. Hà định la quở em, nhưng Nguyệt đã lên tiếng trước. Được như vậy kể như là tốt phước trong lúc này rồi. Câu nói chán chường đến độ của Nguyệt làm cho Hà lẫn Tâm đều lặng thinh. Cả hai mới nhớ trực lại rằng giờ đây tuy ba chị em mình kể chắc như được thoát nạn, nhưng đều bị đẩy tới trước một tương lai quá ư mù mịt. Người đàn ông ban nãy đã trở lại với một mớ quần áo và sốt sắng chỉ đường cho ba chị em ra suối tắm rửa. Qua ngày hôm sau, trái với mọi người khác tranh giành nhau để được di chuyển về Phước Long, ba chị em của Nguyệt quyết định ở nán lại đây để chống chờ tin tức ở Đồng Xoài, hầu tìm cách trở về đó để lo việc an táng mẹ mình. Nay Nguyệt chỉ còn có mỗi một bận tâm ấy, chứ ngoài ra cô cũng chẳng biết mình phải tính toán hoặc lo lắng sau đây nữa. Rồi thêm một ngày nữa trôi qua, chỉ có những đoàn xe nhà binh chạy nhanh về hướng Đồng Xoài. Nguyệt có ý ngóng đợi một chiếc xe đò hoặc một chiếc xe lam để tìm cách quá giang về chỗ ở cũ. Ngồi giật dựa cạnh một gốc cây râm bóng, Nguyệt vừa bị vết phỏng hành vừa nhăn nhó nhìn ra ánh nắng gay gắt bên ngoài. Nguyệt lo nghĩ đến xác của mẹ mình, giờ đây chắc còn nằm yên dưới lòng hầm, oi bức và chắc đã bắt đầu trương sình. Cô cố xua đuổi một cách tuyệt vọng hình ảnh gớm ghiếc của con chuột cống ra khỏi đầu óc rối ren của mình. Nhưng rồi cô phải hớt hải nhắm mắt lại, gục đầu lên tay, khoanh trên gối. Hà và Tâm săn đón hỏi chị. Bộ chị đau hả chị? Vết thương lỡ nhất hả chị? Nguyệt lắc đầu mạnh nhưng không ngẩng mặt lên. Cô không muốn thổ lộ những nỗi lo âu cồn cào của mình để cho chúng biết làm gì. Thật ra Hà và Tâm cũng đâu quên được xác của mẹ mình còn bị kẹt lại ở Đồng Xoài. Nhưng cả hai đều e ngại phải nhắc nhở ra điều ấy. Một khi chúng đều dư biết, ở trong hoàn cảnh này, dù cho ai lọt vào đây nữa thì cũng không thể làm gì khác hơn được. Mãi đến ngày hôm sau,
mới có mấy chiếc xe nhà binh từ hướng Đồng Xoài chạy đến. Ba chị em mừng rỡ khi thấy trên xe có một nhóm thường dân. Đó là những người bị kẹt lại và may mắn còn sống sót. Không đợi ba chị em ra dấu chặn đón, chiếc xe đi đầu ngừng lại ngay. Người có trách nhiệm trong đoàn xe đó ân cần khuyên bảo ba chị em Nguyệt cùng một số ít người còn nấn ná lại đó để ngóng tin tức, nên theo lên xe để về Phước Lâm. Người này còn cho biết thêm là hiện nay chính phủ đang ráo riết để cứu trợ cho những người bị nạn của trận Đồng Xoài. Liền khi nghe Nguyệt cho biết là mình muốn trở về đó, ông kia lắc đầu. Cô về đó thì cũng chẳng làm gì được, chắc cần phải có một thời gian để mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Hơn nữa ở đó hiện giờ thì có anh em quân đội. Tôi chỉ về một chút để lo liệu cho má tôi, người kia rụt rè. Bà cụ, tôi phải lo chôn cất cho bà già, chứ chẳng lẽ bỏ luôn ở đó sao? Việc đó đều xong xuôi hết rồi, Nguyệt như muốn quát lên. Rồi ai chôn, mà chôn làm sao và ở đâu? Người kia chắc lưỡi. Có người lo hết rồi mà cô, lát nữa cô hỏi mấy đồng bào trên xe này thì rõ. Đoạn dài qua đám người đang đứng trên lộ, ông ta lớn tiếng nói luôn. Thôi, mời bà con cô bác chuẩn bị đồ đạc để lên xe. Bà con cô bác về trển để chính phủ lo cứu trợ chu đáo, chứ ở vất vưởng tại đây hoài sao được. Như đã biết rõ rằng giờ đây mình hết còn trông ngóng gì khác nữa được, mọi người lật đật tản ra để lấy đồ đạc mang lên xe. Trước khi leo lên xe, thằng Tâm còn ngó quanh ngó quẩn như để tìm coi còn để quên sót món gì vậy, khiến Hà sốt ruột quát tháo ôm sòm. Con kiếm cái gì nữa đó mày? Thằng Tâm nhìn xuống chiếc quần cũ nằm gọn trên tay, rồi lật đật leo lên xe. Hà và Nguyệt mỗi người cũng chỉ có trên tay bộ quần áo thay ra hồi mới đến đây. Chiếc xe rồ máy vọt ga, khiến cho mấy chị em va mạnh vào nhau và suýt té nhũi. Nguyệt nhìn sững đám bụi đỏ dẫn lên ở phía sau và vội đưa tay giữ lại mái tóc bị gió lật phủ lên mặt. Hà khều chị nhắc chừng. Đâu, chị hỏi mấy cô bác ở trên xe về việc ở Đồng Xoài có ra sao? Nguyệt khẽ gật đầu nhìn quanh đám người ngồi trên xe. Cô không khỏi rụt rè khi nhận thấy gương mặt người nào người nấy bơ phờ đến mức độ như hết còn chú ý đến một điều gì nữa. Nguyệt ngồi nhích lại gần người đàn bà trong tuổi để gợi chuyện. Cô phải nói khá to để át đi tiếng động cơ ầm ầm của đoàn xe đang mở hết tốc lực. Bác mới ở Đồng Xoài về đây phải không bác? Người đàn bà không ngoảnh mặt lại và chỉ khẽ gật đầu. Bà ta không có vẻ gì là muốn bắt chuyện hết. Nguyệt phải nhích lại sát một bên bà ta. Hà và Tâm cũng lê kèm bên chị để chờ nghe câu chuyện giữa hai người. Nguyệt lại hỏi. Sao bác bị kẹt lại đó trễ quá vậy? Bà kia chỉ ờ một tiếng ngắn ngủn. Hà sốt ruột bảo chị. Đâu, chị hỏi đại bác coi ở đó người ta lo cho mấy người chết ra làm sao? Nguyệt muốn cãi lại em, nhưng rồi chị chắc lưỡi rồi ôm tồn hỏi bà nọ tiếp. Bác có nghe thấy ở đó người ta có chôn cất mấy người chết chưa? Người đàn bà bơ thờ đáp. Thì cũng có. Nguyệt gặn lại. Nói vậy đã chôn cất rồi hả bác? Bà nọ lại gật đầu. Nguyệt nhăn mặt. Bác có thấy họ chôn ra sao không? Chắc quân đội họ lo việc này phải không bác? Lính họ lo phần họ. Nghĩa là sao? Còn thường dân bị rủi ro hả bác? Bà kia như có vẻ mỉm cười khi phải nhắc lại những điều mình đã thấy. Thì cũng chôn chớ để hoài đó sao được. Có nhiều người chết không bác? Bà kia chớp mắt nhưng cũng không ngăn được đôi dòng lệ chảy lăn trên gương mặt bám đầy bụi đất. Nội gia đình của Hoa cũng tới 5 người. Hoa quýnh quá nên không biết chạy đâu và ở lì lại đó. Nghe bà ta bắt đầu kể lể dài dòng về trường hợp của mình, Nguyệt vội hỏi chận. Rồi việc chôn cất ra sao? Thì cũng chôn hết, mới chiều ngày hôm qua và hồi sáng này nè. Rồi làm sao tẩn liệm và làm sao họ kiếm ra hòm? Bà kia khinh khỉnh nhìn lại Nguyệt, như là cho Nguyệt đã hỏi mình một câu ngớ ngẩn nhất trần đời. Coi, chôn được là quý rồi chứ còn tẩn liệm quan quách gì nữa, để riết ở đó cho nó sình trương lên hết trơn sao? Nguyệt vội hỏi. Vậy làm sao họ phân biệt ai là ai? Nghĩa là làm sao mình biết ai được chôn ở chỗ nào để sau này? Bà kia nhíu mày như cho rằng Nguyệt lại hỏi thêm một câu thậm ngây ngô. Coi, lung tung và dồn đống như vậy mà cô biểu chôn rồi khắc mộ bia để đó như ngày thường được sao? Dầu có muốn vậy cũng chẳng được, vì có ai biết ai đâu. Đó là qua chưa kể đến mấy người sức đầu sức tay, mình mấy bày nhầy hết. Nguyệt nhăn nhó nhìn lại hai em như hết còn ham hỏi tới nữa. Thấy vậy Hà phải lên tiếng thế chị. Vậy họ chôn làm sao hả bác? Đến lúc này bà kia mới có vẻ muốn nói tới.
Có lẽ vì chứng tỏ cho ba chị em Nguyệt biết là dầu sao mình cũng còn hơn ba chị em ở một điểm nào đó. Thì cũng nhờ ông cha Sở Tại gom nhóm một số người khỏe mạnh hợp với mấy cậu bên quân đội, gom nhóm lần hồi mấy người chết lại rồi chôn chung nhau lại. Nguyệt hỏi quản: Chôn chung một hố? Ờ chứ sao bây giờ, tay trời ách nước, còn mấy người manh mún quá thì họ cũng chôn chung hoặc đốt. Phải làm vậy chứ để lâu quá không nên. Rồi họ có kiếm ra hết mấy người không? Rủi có ai ở trong kẹt trong hốc thì sao? Lần hồi cũng kiếm ra hết. Gặp mấy cơn nắng gắt này có mùi dữ lắm mà. Nghe nói cũng còn lác đác một số bị kẹt trong rừng trong bụi. Số đó chẳng biết sao mà nói được. Hà nhìn chị ngập ngừng. Chắc má cũng được êm rồi chị à. Nguyệt gật đầu rơm rớm nước mắt. Bà kia liếc chừng ba chị em rồi cũng nín thinh luôn. Nguyệt lại ngồi nhích ra. Hà và Tâm lật đật lê trở về chỗ cũ. Đám bụi đỏ vẫn tung mù sau đoàn xe. Nguyệt và Hà lặng lẽ nhìn về hướng đồng xoài, như nhìn về một nơi mà câu chuyện mới rồi với người đàn bà tị nạn kia đủ làm cho nó trôi tuột quá khứ. Riêng Tâm bao nhiêu biến động chưa thiêu rụi được bản tính hồn nhiên của nó, vẫn có vẻ nhấp nhởm thắc mắc về một điều gì. Nó liếc chừng hai chị em luôn, và cuối cùng rồi cũng lên tiếng hỏi Nguyệt. Không biết họ có tìm thấy má của mình ở trong hầm núp không chị? Nguyệt hất hàm chỉ về phía người đàn bà ban nãy và đáp cho xong. Thì bác đó đã nói rồi mày không nghe sao? Thằng Tâm vẫn hỏi tới. Bác cũng lo quýnh việc của bác chứ có thấy hết được đâu. Rủi sót lại đôi ba người thì sao chị? Họ có biết số người chết là bao nhiêu đâu mà kiểm đếm cho đủ xác. Lý luận ngây ngô nhưng hữu lý của Tâm làm cho cả Nguyệt lẫn Hà khó chịu bức rứt trở lại về một vấn đề mà mình không dám đá động tới nữa. Nguyệt vừa bực mình vừa khổ sở, không biết phải trả lời sao cho em thì Hà đã lên tiếng nộ em luôn. Mày hỏi ngu thế mồ Hà, mày không nghe bác kia nói gì là người ta lục lọi cả mấy ngày đó sao? Dẫu có ai kẹt ở đâu thì họ cũng biết mà tìm phăng tới. Con chuột chết trong kẹt trong hốc người ta còn kiếm ra, huống chi? Nguyệt nhăn mặt ngắt lời em. Bộ mày hết chuyện so sánh rồi sao hả? Hà phân trần và kết tội em Tâm. Bị thằng này nó hỏi ngu quá à, nên phải cắt nghĩa cho nó hiểu. Chắc nó muốn cho người ta bỏ quên má ở lại đó lắm. Tâm sừng sổ. Bà này ăn nói ẩu tả quá à, người ta lo như vậy chứ bộ. Nguyệt phải nói vô để cho khỏa lấp chuyện ấy. Quận mình ở cũng nhỏ xíu nên chắc thế nào họ cũng lục lọi từng nhà. Chỉ lo mấy người bị nạn trong rừng thì không ai biết đâu là đâu thôi. Nguyệt chợt thở dài, nhìn về phía trước đường. Bây giờ đến sau, mấy chị em phải lo sống sao nữa đây? Câu than thở ấy làm cho Tâm ngơ ngẩn nhìn lại chị mình, như chợt bị đau trước một tình thế mới cũng đáng sợ như giai đoạn đã vượt qua. Rồi nó nhìn xuống mấy món quần áo của ba chị em. Đó là tất cả vốn liếng để bắt đầu cuộc đời mới. Nó vụt quay đầu lại hỏi Nguyệt. Rồi mình không có cách nào để kiếm lại số tiền của má chôn sao chị? Hà lừ mắt nhìn em. Kiếm khỉ gì nữa? Mày không thấy nổ tanh banh văng nhà bếp hết trơn đó sao? Tâm hỏi lại nhưng không thấy mạnh miệng. Rồi nó văng vô đâu đó thì sao chị? Giả tiễn nó như nó văng lên thì sao? Tâm than thở một câu quá thừa nhưng thấm thía. Nói vậy mấy chị em mình không có một đồng xu dính túi ha? Nguyệt cúi mặt, Hà nhăn nhó nhìn ra phía đầu xe. Đoàn xe vẫn dùng dục chạy tới như nôn nã một cách tàn nhẫn trong công việc gấp rút, đem nhóm người bơ vơ không nhà không cửa, không tiền không của, không người thân thích ấy để giao cho một tương lai mù mịt. Một tương lai không có cả sự may rủi nữa, như hồi những quả đạn bích kích pháo hoặc súng cối đầu tiên rớt xuống nhà cửa ở đồng xoài. Như quýnh trước bao nỗi lo âu không rõ rệt, Hà vụt hỏi chị. Rồi sao đây chị hai? Sao là sao? Hà hất hàm chỉ về phía trước đường. Rồi mình sống sao đây? Và đi về đâu đây? Nguyệt làm tỉnh đáp. Thì để nữa coi, ai sao mình vậy? Nói xong câu ấy, Nguyệt không dám nhìn lại hai em. Chưa bao giờ Nguyệt thấy mình nói những lời rỗng tuếch và nhạt nhẽo đến như vậy. Những chiếc trực thăng nhộn nhịp lên xuống để tải thương những người bị thương cùng với tớp người bị nạn đến trước, làm cho ba chị em Nguyệt đứng ngồi không yên. Trong hoàn cảnh này, tuy không thể tính toán gì khác được, nhưng ba chị em không khỏi bồn chồn mong ngóng một cách tuyệt vọng, một phép lạ hay một việc bất ngờ gì đó xảy ra để khỏi đến lượt mình phải bị xô dồn vào một số phận đã định sẵn, nhưng không biết sẽ được định như thế nào. Hà xéo véo nhìn khung cảnh tấp nập nhưng hỗn độn ấy và luôn luôn hỏi chị.
mình có tính đi đâu không chị? Nguyệt nhíu mày. Đi đâu bây giờ? Bình Dương chẳng hạn, chỗ mình ở trước đây. Nguyệt như muốn cự nữ. Trước đây ba má còn phải bỏ chỗ đó mà đi, thì bây giờ mình như vậy lại về đó sao được? Rồi ai chứa mình hả? Không còn bà con nào. Ba má đã kỵ chuyện bà con, từ hồi nào không lui tới nhà nào hết, thì bây giờ mình giác mặt về nhà ai đây? Với lại tiền của đâu mà đi kiếm nhà họ? Hà rên rỉ. Vậy sao hồi đó có thiếu gì chỗ khác mà ba má nhè lên đồng xoài ở? Ác nhân như vậy nè. Nguyệt trừng mắt. Con này nói ngộ không? Bây giờ mẹ ở đó đổ thừa Hoàng Xuyên hay sao? Ba má làm ăn thất bại và rất kỹ những người quen biết, nên mới dông lên chỗ xa lạ này lo gầy dựng lại. Hà gục mặt xuống nín thinh. Thằng Tâm rụt rè lên tiếng. Rồi mình cũng phải đi đâu ở, chứ chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao hả chị hai? Nguyệt ngó lơ sang phía khác và chỉ ừ một tiếng cọc lóc. Tâm nhìn quanh rồi lại hỏi tới. Hay là chị tính ở nán đây ít lâu để đợi cho thiệt yên, rồi mình quay trở về Đồng Xoài? Hà cau có ngó em trai. Trở về đó làm gì nữa? Để lượm than lượm gạch ăn à? Thằng Tâm nói càng. Thì để làm ăn như cũ, bộ rồi người ta dẹp luôn Đồng Xoài hay sao mà chị nói vậy? Thằng này bơ thấy mồ mà làm tay khôn hoài. Tao có nói người ta dẹp luôn Đồng Xoài hồi nào đâu hả? Nhưng trở về đó rồi nhà cửa đâu ở, cơm gạo đâu ăn? Thằng Tâm gượng cãi lại. Coi chánh phủ họ lo cho chứ chị, cái đó là thường mà. Rồi vốn liếng đâu mà mày mở tiệm tạp hóa trở lại, họ nuôi cả đời mày được à? Thằng Tâm ráng nói cho xong. Thì mình sẽ liệu kiếm kế khác. Hà khinh khỉnh nhìn lại nó. Mày làm như mày giỏi lắm vậy. Ở cái chỗ có chút xíu và khỉ kho cò gái thì mày sẽ tính cách nào đâu? Mày thử nói cho tao nghe coi. Mà không có đồng xu dính túi thì tính sao nổi chứ? Mình có đi đâu nữa thì vẫn không có đồng xu dính túi như thường mà chị. Hà dung tay chỉ về phía mấy chiếc trực thăng đang nhộn nhịp lên xuống. Mày không thấy người ta đang lo đem dân tị nạn đi về Sài Gòn đó sao? Ở đó bề gì... Hà liếc chừng Nguyệt. Chị hai cũng rành và có quen lớn chút đỉnh. Nguyệt quay phắt lại như muốn cự em. Tao quen ai mày? Hà lấm lét nhìn chị. Thì chị có đi học ở dưới, ở Sài Gòn không có người này thì cũng có người khác, và dân ở dưới họ có tiền có của nhiều hơn ở đâu hết. Nguyệt giận lại em. Rồi mình bắt họ móc túi đưa ra cho mình sống à? Hà chắc lưỡi. Chị nói kỳ à, chị không nghe mấy ông ở đây cho biết còn ở dưới Sài Gòn có hội này hội nọ lo tổ chức giúp đỡ dân bị nạn trên này đó sao? Ở dưới chánh phủ họ cũng rảnh rang để lo cho mình, chứ trên này người ta ở sát mặt trận nên còn phải lo chuyện giặt giả. Nét mặt của Hà chợt tươi lên. Ờ mà chị còn phải xuống dưới để đi thi nữa, chị quên rồi sao? Nguyệt hứ một tiếng. Rồi ai nuôi mình? Để tao chờ ngày thi. Mà tao thi cái gì nổi? Hà hăng hái đáp. Lúc đầu thế nào người ta cũng lo cho mình mà chị. Bây giờ chị phải ráng thi, chứ bỏ thi cũng ngặt nữa. Trời ơi, chết đói đây không lo để lo thi với cử. Ý, bây giờ chỉ còn một mình chị là lớn, là thi liền được. Chứ em với thằng Tâm lỡ cỡ hết trơn thì phải ráng chịu. Chị thi đậu lấy bằng cấp để còn kiếm việc làm này nọ mới đỡ vớt cho tụi em được chứ. Tụi em xuống đó giỏi lắm cũng chỉ đi bán cà rem được là cùng à, hay đi ở mướn. Nguyệt sững sờ nhìn lại hai em và như bị một cái gì đè nghẹn trên ngực mình. Rồi cô gật đầu lia, nói như người đang ở trong một cơn mê sảng. Ừ, tao còn cái vụ đi thi nữa. Hà nắm lấy tay Tâm như cùng được yên trí về một điều gì. Chị thi thì chắc có đường mà. Hồi đó ba má tính để chị học tới nữa, nhưng bây giờ đành vậy chứ biết sao. Xuống dưới em cũng kiếm cái nghề gì học mà mau kiếm ăn được. Chắc em sẽ đi học may. Còn thằng Tâm mình ráng cho nó học tới thêm đó chị. Nghe em tính chuyện tương lai một cách xui rót như vậy, Nguyệt càng cảm thấy khổ sở thêm, nhưng không có cách nào khác hơn là tiếp tục gật đầu bừa. Tưởng đâu chị mình bắt đầu tin tưởng trở lại, Hà nói nhóng thêm. Xuống dưới bề gì cũng đỡ, bề gì cũng còn có anh Hải. Thằng Tâm được dịp reo lên. Ừ, còn có ảnh nữa. Bộ tụi bay đốc suối tao đi ăn xin người ta hay sao? Hà, sao mày ngu quá vậy? Mày cũng biết. Hà chắc lưỡi đỡ lời chị. Em có suối chị gì đâu nè. Nhưng gia đình ảnh quen lớn nhiều ở dưới, và sau này chị nhờ họ giới thiệu cho một chỗ làm nào đó có phải dễ hơn là chị đi xin bá dơ hay không? Với lại rủi mình có gặp cảnh ngặt sau đó,
mình có quen biết với ảnh cũng đỡ, bạn với nhau người ta còn giúp nhau được mà chị. Thay kệ nó chị à, mình có quỳ lụy ai quá đâu. Lý Thế Nguyệt vẫn còn sụ mặt, Hà vội nói thêm. Đó là em nói hờ vậy thôi, đối đế lắm mình mới nhờ nhõi người ta. Nguyệt từ từ ngước mặt lên và cố gắng khẽ gật đầu để cho em được yên tâm. Tiếng máy bay trực thăng sành sạch không ngớt, làm cho mọi người thêm sốt ruột. Tâm lên tiếng dục Nguyệt. Sao mình không tới hỏi thăm coi tới chừng nào mới đến lượt mình đi hả chị? Nguyệt lơ đãng nhìn về phía đám đông đang trộn rộn chờ đợi. Họ còn đang lo chở mấy người bị thương đi trước, rồi mới tới mấy người mạnh. Rồi người nhà họ làm sao đi theo về săn sóc cho mấy người bị thương hả chị? Hà lại phải trả lời thế cho Nguyệt. Săn sóc cái khỉ gì? Họ đưa mấy người đó vào thẳng nhà thương thì một khi xuống tới Sài Gòn cái việc lại kiếm. Nguyệt lên tiếng. Ừ, kể ra cũng kẹt dữ. Dân trên này lơ ngơ, xuống Sài Gòn thì biết đường xá chỗ nơi đâu mà kiếm. Ở dưới có nhiều nhà thương lắm, và cái nào cái nấy cũng rất xa nhau. Cũng may là tụi mình còn y nguyên, chứ nếu có ai bị thương nặng và phải đi trước thì còn mệt nữa. Tâm gật đầu rồi lại nhìn chị. Ý, mà chị cũng bị thương nữa, sao chị không xin đi xuống dưới được? Nguyệt sờ lưng mình nơi chỗ có băng dày cộm, gượng cười. Phỏng chút đỉnh mạng thua gì, mà giàu có đi được thì tụi bay làm sao? Có gì tao còn kiếm còn tìm tụi bay nữa chứ. Tao mà xuống nằm ở một chỗ nào đó. Tâm tươi mặt lên. Ừ ha, kể ra mấy chị em mình cũng còn hên. Hà trề môi. Thằng sao ăn nói lung tung, không đầu không đuôi gì hết. Vậy mà hên của mày đó hả? Tâm ráng cãi lại. Chứ sao, chứ chị muốn em hay chị hai nằm một đống nữa đó sao? Thằng ăn nói vô duyên mà cũng ráng hả hỏng ra hoài. Nguyệt chắc lưỡi. Thôi mà bay, hồi còn ba má thì tụi bay muốn cãi lẫy gây gỗ gì đó thì còn ba má để xử. Chứ bây giờ tụi bay bắt tao phải lo thứ vụ này nữa, chắc tao điên quá. Hà và Tâm mới chịu yên. Giờ đây chúng chỉ còn sót lại có Nguyệt để la rầy mình. Và do đó chúng tự nhủ, mình phải răn rắc nghe theo lời chị, như sợ để khỏi mất một người lớn duy nhất ấy luôn nữa vậy. Sáng hôm sau đến lượt ba chị em đứng gom với đám người sắp được chở về Sài Gòn. Như ngoan ngoãn trước số phận được định sẵn, giờ đây ba chị em hết còn muốn bàn tán thêm nữa, và chỉ mong sớm được rời khỏi chỗ tạm bợ này để về một chỗ tạm bợ khác, mà dầu sao cũng đỡ bơ vơ hơn là còn nấn ná ở lại đây. Ngồi trên trực thăng, Tâm có vẻ phấn khởi về cuộc hành trình mới mẻ. Hà cũng tươi tỉnh thêm đôi chút. Dầu sao thì từ lâu Hà vẫn ao ước được xuống Sài Gòn. Riêng Nguyệt, cô càng thêm thờ thẫn. Qua bao nhiêu biến động, giờ đây Nguyệt có cảm giác như mình sắp bị đưa dần đến một chỗ chết thêm một lần nữa. Một chỗ chết thầm lặng mà mình hết còn mong cậy ở sự rủi may, như khi có súng nổ, đạn bay và lửa dậy ở Đồng Xoài. Một chỗ chết mà mình không thể chui vào hầm núp để cho qua cơn nguy hiểm, không thể chạy cho xa để lẩn trốn vào đâu được. Nguyệt nhớ lại câu nói của ông Năm. Súng đạn nổ tránh mình chứ mình biết nó đâu mà tránh. Rồi đây chẳng những tương lai mờ mịt đang chờ đợi mình ở Sài Gòn đã không có con đường nào khác để tránh mình, mà mình còn phải đi lủi thẳng vô đó nữa. Những con đường đất đỏ, những cánh rừng mông mênh, những bựng khói đen bốc lên cả góc trời. Những cảnh tượng ấy rồi cũng xa dần trong tầm mắt Nguyệt. Xa dần để nhắc nhở và báo hiệu với Nguyệt rõ là mình sắp sửa lấn gần đến những nỗi lo âu mới. Nguyệt nghếch cổ lên để nhìn lại phương trời ấy một lần cuối, để giả từ một quá khứ và giả từ luôn bao nhiêu mộng ước tha thiết nhất của một đời con gái. Nhưng biết sao, Nguyệt linh cảm rằng mình sẽ không còn có dịp nào để trở về góc trời này nữa. Nguyệt cố mở to mắt để nhìn về phía ấy, như còn để tìm ra được ở một nơi nào đó chỗ vùi lấp xác của hai người thân và của chính mộng ước của mình. Hải đang ra vẻ chăm chú nghe Bích Ngọc nói chuyện quyên thuyên trước hai cốc kem trong một tiệm ở cuối đường Nguyễn Huệ thì một em bé chìa ra trước mặt Hải một sấp báo. Mua giùm em một tờ cầu. Hải lờ đỉnh lắc đầu, thằng bé vẫn lải nhải năn nỉ. Giúp em một tờ cầu, hôm nay em bán ế quá, có nhiều tin hay lắm cậu. Hải bật cười. Hay mà ế, thằng bé nhăn nhó. Dạ bị em ra lấy báo trễ quá. Thấy nó vẫn lằng nhằng và càng không muốn chịu đi, sau khi Hải lên tiếng hỏi nó, Bích Ngọc bực mình và vội can thiệp. Anh không mua mà em, ở nhà anh có rồi, em đi chỗ khác. Giọng nói không giấu giếm vẻ đuổi xua của Bích Ngọc làm cho Hải đâm ra thương hại thằng nhỏ.
nhất là khi anh ta thấy nó nhìn lại mình như để cố thầm khẩn cầu một lần chót, trong lúc hai tay nó vẫn nâng sắp báo lên ngang tầm mắt của Hải. Hải vừa xô nhẹ sắp báo ra, vừa cúi mặt liếc qua một nửa mặt trên của tờ báo như theo một thói quen nào đó. Anh ta chợt chú ý đến hai chữ Đồng Xoài trên một hàng tích lớn chạy ngang suốt đầu báo: Ác chiến dữ dội ở Đồng Xoài. Anh ta vội chụp níu giữ sắp báo lại để đọc tiếp thêm mấy hàng chữ đậm đi liền ở phía dưới: Những cuộc ác chiến đang còn tiếp diễn. Thằng bé lật đật và khéo léo rút ngay tờ báo ấy ra để đặt luôn lên mặt bàn, trong lúc Hải vẫn còn nắm giữ lấy một bên mép giấy. Bích Ngọc ngẩng cổ nghiêng người tới để ngó qua phía bên Hải và cau mày hỏi: Có cái gì mà anh đọc chết vậy? Hải giật mình luống cuống đẩy tờ báo về phía thằng bé như để trả lại cho nó vậy. Thằng bé chặn tờ báo nằm cứng trên mặt bàn. Dạ cậu mua giùm em. Dạ cái tin đó hay lắm, ai cũng bàn tán về cái trận đó. Bích Ngọc nhẩm hẳn người lên và cũng phụ với thằng bé nhỏ, đè tay giữ tờ báo lại để liếc xuống mấy hàng chữ trên ấy. Và chỉ trong một thoáng, Bích Ngọc cũng để ý ngay đến hai chữ Đồng Xoài. Mặt cô xa sầm và mắt cô liếc xéo Hải. Cô rút tay lên, ngồi mạnh xuống ghế và bằng một giọng rất mực thản nhiên, cô bảo Hải: Thôi mua phước cho nó đi, chứ còn gì nữa. Hải chớp mắt rồi cười gượng: Ở nhà có mà em. Bích Ngọc chẳng nói chẳng rằng mở sắt lấy ra 2 đồng trao cho thằng bé. Thằng bé hí hửng cất tiền rồi còn ráng mời Hải thêm một câu cầu âu: Dạ cậu mua thêm tờ khác. Bích Ngọc cười khẩy: Một tờ đó cũng đủ cho ảnh rồi mà em. Thằng nhỏ mỉm cười ngô nghê đoạn bỏ đi sang bàn khác. Hải vội chụp lấy cốc kem và cầm lấy muỗng lên như đang cơn thèm ăn, mặc dầu cốc kem đã hết từ lâu. Bích Ngọc mỉm cười quay sang dãy gọi người hầu bàn: Cho nước uống anh. Đoạn cô nhìn lại Hải, ánh mắt không giấu vẻ chế giễu: Có lẽ anh nên uống một ly nước lạnh cho nó bình tĩnh trở lại, cái tin đó có lửa nhiều quá mà. Hải cau mày: Em nói cái gì vậy? Cái gì mà có lửa? Bích Ngọc mỉm cười ngây thơ: Coi pháo kích thì phải có lửa chứ sao nữa. Hải muốn làm tỉnh nhưng lại lắp bắp: Cái gì mà pháo kích? Mà khi không em mua tờ này làm chi cho phí, ở nhà có 3-4 tờ. Người hầu bàn mang 2 cốc nước lạnh lại. Bích Ngọc ân cần đẩy một cốc đến gần tai Hải: Uống đi anh. Và không đợi Hải nói năng gì thêm, cô giật ngay lấy tờ báo rồi ngã lưng lên ghế xem cái tin chiến trận ấy. Hải chắc lưỡi: Em thiệt kỳ. Tờ báo đã che khuất mặt Bích Ngọc và Hải đành cầm cốc nước lạnh ngắt lên. Bích Ngọc lật tờ báo sang mặt sau để xem phần cuối tin tức, đoạn trao nó lại cho Hải và ung dung nói: Ôi ăn thua gì, hai bên họ bắn qua bắn lại, chết chóc ai mà anh phải lo quýnh. Hải vậy hả một cách lạc lõng, rồi cẩn thận gấp tờ báo gọn lại đặt nó nằm lên góc bàn như thỏa mãn về lời giải thích của Bích Ngọc. Rồi anh ta nhìn quanh quẩn lên vách quán như đã xếp lại hết mọi thắc mắc của mình vậy. Bích Ngọc kín đáo canh chừng cử chỉ của anh ta, rồi cuối cùng như không thể dằn lòng lâu nữa được, cô lên tiếng gọi Hải ngang: Nè anh, em đã nói là không sao hết mà. Hải rất bực vì Bích Ngọc cố tình muốn bắt mình phải đương đầu với cô ta về vấn đề này. Anh ta nghiêm nghị nhìn lại Bích Ngọc gằn giọng hỏi: Cái gì mà không sao? Bích Ngọc bật cười: Còn hỏi nữa, ai không biết là anh xốn xang về cái tin đánh ở Đồng Xoài. Liếc thấy vẻ mặt sẵn sàng để gây sự của Hải, Bích Ngọc không dám nói nữa: Em đã đọc cái tin ấy rồi, thì cũng như bao cuộc pháo kích khác, mấy nhà báo họ hay có cái thói dặm mắm thêm muối vô, và đụng một chút xíu gì họ cũng nhét mấy chữ ác chiến, kịch chiến vô đó để cho giữ vậy thôi. Hải nghe Bích Ngọc nói cũng có lý, nhưng lại cự nữ: Em thiệt kỳ, chuyện đó thì ăn thua gì đến em mà, em cứ nói tới nói lui hoài không biết. Bích Ngọc phản đối: Lạ không, em thấy anh lo. Nếu em chỉ là một người biết phép lịch sự không thôi thì em cũng nói đâu 3 câu gì đó trong trường hợp này. Huống chi em... Hải ngắt lời cô ta: Em muốn kiếm chuyện với anh thì có. Bích Ngọc càng dựa ngửa trên ghế: Coi em kiếm chuyện thì lợi lộc gì. Nói vậy em đây ngu dại điên khùng đến cái mức sắp hàng vô với ai đâu khác à. Nói vậy em không biết mình và không tin ở nhà anh à. Em lạ gì cái tánh hay mông lung của anh nên em mới lên tiếng vậy thôi. Bộ anh không có lo cho người ta ở trên Đồng Xoài hả? Hải chắc lưỡi xuống nước: Thì mình nghe có chuyện nạn tai ở đó, mình phải để ý. Giả tỷ như em có một người bạn ở một địa phương nào đó đang gặp lúc có những trận đánh dữ dội xảy ra, hay ai gặp thiên tai bão lụt gì đó, thì em có lo cho người ta không? Cố nhiên là lo bá dơ vậy thôi. Bích Ngọc gật đầu:
Thì đúng như vậy rồi, nhưng vì em thấy anh mua tờ báo. Em mua chứ bộ. Bích Ngọc mỉm cười độ lượng. Ừ thì em, nhưng em thấy anh có vẻ chú ý đến cái tin đó, nhưng rồi anh lơ là ngang. Hải chống chế một cách gượng gạo. Ở nhà cũng có báo, với lại gấp gáp gì. Việc gì đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Và cái tin chiến sự đó cũng vẫn còn nằm nguyên trên tờ báo, chứ nó có biến mất đi hay sao? Hay là nếu mình về nhà xem tin đó rồi thành tin trễ hay sao mà dội? Bích Ngọc cười tủm tỉm liếc xéo Hải. Đúng y bon rồi. Nhưng nếu anh bình tĩnh như vậy thì em cũng phục anh sát đất. Em sợ anh có lầm tốt đối với em, người lịch sự đó mà. Do đó em mới dội đọc cái tin ấy để báo cáo cho anh rõ. Hải cau mày. Cảm ơn em, nhưng để anh về nhà anh đọc cái tin đó cũng được. Bích Ngọc chồm lên nhăn nhó. Ý trời ơi, anh nói dễ nghe quá. Bữa nay hai đứa mình còn đi chơi nữa, rồi em để anh lo lắng thắc mắc nôn tới, rồi cái mặt của anh méo xẹo như vậy thì em làm sao ham nổi. Cô lại ngã người dựa trên ghế, lắc đầu thở dài ngán ngẩm nói tiếp. Thiệt em tưởng là êm hết rồi, mà bị cái tin mắc dịch kia lại làm cho anh mất hồn mất vía hết. Đụng tới chuyện đó lại là anh coi em như không có. Hải e dè nhìn lại Bích Ngọc với mặt cảm của kẻ phạm tội, hay đúng hơn của một kẻ vừa gian lận với cô ta một điều gì. Rồi anh ta lại ngó xuống tờ báo. Mặc dầu bị gấp nhỏ lại như một sự trớ trêu nào đó, hai chữ đồng xoài vẫn nằm ở phía mặt báo lật lên trên. Hải vội ngó lơ sang chỗ khác, rồi không biết làm gì hơn là búng tay gọi người hầu bàn tính tiền. Bích Ngọc đứng lên, cầm tờ báo nhét vào tay Hải bằng một cử chỉ tự nhiên nhất. Hết tập 11. Còn tiếp.